Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, những ngày này, người trồng hoa trên địa bàn thành phố đã và đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa tết. Do ảnh hưởng của mưa lũ khiến cho tình hình sản xuất của các vườn trồng hoa lớn của thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên bà con đang tập trung chăm sóc nhằm đảm bảo nguồn hoa phục vụ nhu cầu cho thị trường Tết năm nay tại vườn hoa vân dương một trong những vườn hoa trọng điểm thành phố đà nẵng chất lượng sinh trưởng của các giống hoa chủ lực như cúc vạn thọ hoa ly năm nay không bằng năm trước do bà con xuống giống muộn cũng như chịu sự ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết dù không thuận lợi như mọi năm nhưng người dân vẫn hy vọng vào một vụ hoa khởi sắc phục vụ thị trường cuối năm